Chiều 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này cung cấp 12 mã QR tại 12 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh để tài xế có thể khai báo y tế nhanh chóng, giảm bớt thời gian dừng tại chốt, tránh tình trạng ùn ứ. Theo đó, các tài xế có thể khai báo y tế thông qua mã QR đã được cung cấp để đến chốt không phải thực hiện lại, nhằm đảm bảo quá trình kiểm soát y tế được nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo lưu thông thông suốt. Cũng theo đại diện phòng PC08, hiện nay quy trình kiểm soát tại các chốt, cửa ngõ của thành phố vẫn cần các thủ tục như sau. Thứ nhất, giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính có giá trị 72 tiếng kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm và xác nhận của cơ quan y tế. 2. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người lái xe để đối chiếu với giấy xét nghiệm. 3. Khai báo y tế tại các chốt, trạm kiểm dịch, ảnh chụp màn hình điện thoại. Trong đó, khuyến khích người dân chủ động khai báo trước theo mã QR do phòng PC08 cung cấp để quá trình diễn ra nhanh chóng. Trước đó, 0 giờ ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng tại 12 chốt kiểm dịch các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm cảnh sát giao thông, nhân viên y tế, quân đội, thanh tra giao thông, công an, cảnh sát cơ động, quản lý thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm bắt đầu dựng trại, đặt cọc tiêu, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 các xe ra vào Thành phố Hồ Chí Minh.